Xin chào các bạn, hôm nay Ăn Sập Đà Lạt quyết tâm giới thiệu với cả nhà quán buffet đồ ăn Nhật chỉ từ 99k mà có đồ ăn ngon, sạch, view siêu đẹp nha. Đó chính là quán Tori, nhà hàng Nhật hấp thủy nhiệt đầu tiên tại Đà Lạt, địa chỉ số 114 Tô Hiến Thành. Đường đi vào quán nó đẹp gì đâu, cứ ngỡ như mình đang lạc vào xứ Phù Tang rồi ấy. Không gian quán thì rộng rãi với vô vàn góc sống ảo, nhân viên thì nhẹ nhàng dễ thương, còn giá cả thì sao mà nó rẻ dữ vậy? Chỉ với 99k đã được ăn buffet no nê, đồ ăn thì ngon sạch. Ngoài ra còn có các mức 199k, 289k nếu bạn muốn thưởng thức mấy món đặc biệt như đà điểu, hàu, cá hồi, vân vân. Nay mình sẽ ăn thử buffet 99k cho mọi người xem nè. Cái nồi hấp thủy nhiệt của quán nó rất to và an toàn. Đồ ăn sẽ được nhân viên đưa lên lần lượt rồi bỏ vào hấp, tùy món mà thời gian hấp chín để ăn sẽ khác nhau. Sau đó chúng ta sẽ chấm với các loại nước sốt của quán, mà mình phải nói nước sốt của quán loại nào cũng ngon và lạ miệng nhé. Đồ ăn thì tươi ngon hấp dẫn, mình cũng rất thích ăn bánh bao và há cảo của quán luôn vì quá ngon mà. Cuối buổi ở dưới đáy nồi sẽ là món cháo với tất cả tinh túy đã được nước hấp chảy xuống, nên ngon ngọt vô cùng luôn. Lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa ăn ngon, no nê, lại đảm bảo tốt cho sức khỏe như thế này ấy. Quán này nói thiệt không có điểm nào để chê luôn, các bạn đi Đà Lạt đừng nên bỏ lỡ nha. Hãy ấn nút đăng ký kênh để khám phá những địa điểm ăn ngon uy tín tại Đà Lạt nhé.